Xin kính chào toàn thể quý khách hàng yêu Lan, mê Lan, nghiện Lan trên toàn quốc ạ. Em là Kim Phụng của cây Lan rừng Vân Nam Kon Tum. Chiều nay thì em về được một số mặt hàng như sau. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2018 nha mọi người. Hôm nay thì hàng về trễ cho nên là giờ em mới có thể quay được. Rồi, em xin giới thiệu về cái loại đầu tiên, đó là đùi gà dẹt. Đây là đùi gà dẹt của ngày hôm nay. Hàng rất là đẹp mọi người. Ở trên này thì toàn là hàng dề, những cái dề lớn và khủng như thế này à. Đó, mọi người có thể nhìn thấy những cái dề rất là lớn. Và cái tình trạng cây thì nó rất là xanh và khỏe. Tuy nó đã xuống lá hết rồi nhưng mà cây nó rất là chắc khỏe nha mọi người. Đây là cái dề của nó, chúng ta có thể thấy là cái gốc rễ của nó thì đã được tỉa rồi. Hàng về thì em đã tỉa rất là sạch sẽ và gọn gàng. Và đây là mặt hoa của đùi gà dẹt. Đây, mọi người có thể nhìn thấy hoa của đùi gà dẹt thì ở trong nó phớt trắng, cánh đen và một chút tím nha. Nó không có đậm như đùi gà tròn. Đó, đùi gà dẹt thì hoa nó như thế này. Và em vẫn bán như cũ là 250 một ký. Đối với cái hàng dề như thế này là hàng dề lớn. Hay là đùi gà dẹt, hàng dề lớn. Còn hàng lẻ bên này là đây, chúng ta có thể nhìn thấy là những cái dề nó rất là nhỏ lẻ. Thì em bán là 200 nghìn thôi nha. Đùi gà dẹt lẻ là 200 nghìn một ký, còn đùi gà dẹt mà hàng dề lớn là 250 nha mọi người. Đó là về đùi gà dẹt. Ở đây thì em có một cái ký ý thảo thôi, chừng này là hơn một ký. Và đây là ý thảo ba màu nha mọi người, và em vẫn bán giá như cũ là 200 nghìn một ký, rất là lẻ ạ. Nó đang lên màu xanh rất là đẹp, ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu thì em chưa kịp tải mặt hoa nhưng mà nó sẽ có ba màu, chúng ta lên mạng sợ dùm em nha. Rồi em có cái loại tiếp theo đó là đùi gà tròn. Đùi gà tròn hôm nay thì hàng rất là đẹp luôn mọi người, xanh. Và toàn bộ hàng thì cũng là những cái dề lớn, dề to khỏe. Em chỉ về được 10 kg thôi nhưng mà những cái hàng dề đùi gà tròn hôm nay thì nó rất là lớn. Cây của nó thì rất là xanh, chắc khỏe. Đây là mặt hoa của đùi gà tròn. Chúng ta có thể thấy là nó tím rất là đậm so với đùi gà dẹt. Và mặt hoa nó cũng là đẹp. Hoa này thì em trồng được mới vừa tàn xong và em mới chụp hình lại thôi ạ. À. Đây là cái hoa mà em trồng được nha, đùi gà tròn ấy. Em sẽ xách lên cho mọi người một cái dề để xem thử. Đây là một cái dề đùi gà tròn rất là lớn ạ. À. Dài nữa. Nó dài chắc khoảng là 60 đó. Đây, những cái thân của nó dài chắc là 60 cm. Đó là đùi gà tròn nha. Đùi gà tròn thì em cũng bán như đùi gà dẹt là 250 một ký ạ. À. Ở đây thì nó có một số cái dề lẻ như thế này nhưng mà không đáng kể đâu mọi người, rất ít. Những cái dề lẻ này này nó cũng rơi vào từ nửa ký trở lên rồi ạ. Cho nên là em xếp vào hàng dề luôn chứ không có xếp vào hàng lẻ. Rồi, em có một ít kim điệp thơm. Đây là mặt hoa của kim điệp thơm nha mọi người. Đó, mọi người có thể thấy mặt hoa rất là đẹp. Ở trong thì cánh nó vàng bóng và cái nhị nó thì điểm xếp xanh như thế. Và kim điệp thơm em vẫn bán giá như cũ là 240 một ký. Đó là về kim điệp thơm. Mặt hàng tiếp theo là trầm rừng Myanmar. Đây là mặt hoa của trầm rừng. Mọi người có nhìn thể nhìn thấy là nó tím rực rỡ rất là đẹp. Và trầm rừng là một cái loại lan mà rất là dễ trồng, có sức sống rất là mãnh liệt. Chúng ta trồng ở đâu thì nó cũng có thể sống được cả, kể cả ở vùng có khí hậu nóng. Trầm này thì em bán trầm nó bị gãy đầu đó. Mọi người có thể nhìn thấy là nó gãy một chút thôi ạ. À. Còn một số thân nó vẫn không bị gãy đâu. Đây, ví dụ như thế này, hàng cũng rất là lớn. Và vẫn bán giá như cũ là 900 nghìn một ký. Ở đây thì em chắc còn lại 5 kg thôi ạ. À. Đó là về trầm rừng Myanmar. Rồi, loại tiếp theo đó là vôi. Đây là mặt hoa của hoàng thảo vôi. Rất là đẹp. Và hoàng thảo vôi này hoa nở cực kỳ thơm luôn. Mùi thơm rất là dịu ngọt nha mọi người. Em đã trồng mà nó nở rồi. Và cái mùi thơm của nó thì thơm cả một vùng vườn luôn. Rất là thơm. Và hoàng thảo vôi thì hàng em cũng đã cắt tỉa rất là cẩn thận. Những cái thân già hoặc là thân gãy, thân thối thì đều là bỏ đi, cắt tỉa rễ ra nè. Và giá vẫn như cũ là 350 một ký. Hoa rất đẹp nha mọi người. Đó là về hoàng thảo vôi. Và hôm nay em chỉ về được 5 kg thôi ạ. Rồi, mà hoa tiếp theo là long tu xuân. Long tu xuân hôm nay là long tu giống. Bởi vì cây nó rất nhỏ, nó chỉ dài độ từ 20 cho đến 60, 50. Có những cây dài như này thì chắc là 40, 50 cm. Bởi vì nó nhỏ như thế này cho nên là em sẽ bán giá là 200 nghìn một ký. Long tu giống nha mọi người. Long tu xuân giống 200 nghìn một ký. Tình trạng cây thì rất là xanh khỏe, đang lên những cái mầm con như thế này. Có một số cây thì nó cũng chưa ra mầm hoa đâu. Mọi người lấy về thì chúng ta có thể nuôi được cái mầm gốc, đồng thời có thể chờ cho nó ra hoa nha.
Rồi mặt hàng tiếp theo là em có vải rồng. Vải rồng thì ở chỗ này em để gần cái tường ấy, cho nên là trời nó vừa mới bị mưa là nó bị ướt lá một xíu à. Đấy, vải rồng thì mọi người cũng có thể thấy là nó rất là xanh tươi, và cái cây vải rồng này thì nó rất là chắc khỏe luôn. Chúng ta để cả tháng nó cũng không héo gì. Lá thì cứng, củ thì cũng rất là cứng. Và đây là mặt hoa của vải rồng, rất là đẹp và rực rỡ đúng không ạ? Đấy, chúng ta có thể thấy rõ là mặt hoa của vải rồng. Và hàng vải rồng này thì rất là rẻ thôi, chỉ có trong 150 một ký nha mọi người. Đó là về vải rồng. Rồi em có loại tiếp theo là hoàng lan. Hoàng lan hôm nay thì về cũng rất là nhiều, và cái tình trạng cây thì nó cũng rất là xanh tươi đó. Mọi người có thể thấy là rất là xanh tươi và khỏe mạnh. Hoa của hoàng lan thì nó cũng có màu vàng rất là rực rỡ. Và bữa trước thì em có một chậu hoàng lan em cũng đã quay cho chúng ta xem rồi. Cái này thì em cũng chưa kịp in được cái mặt hoa giống như một số loại khác. Do chiều nay đang đi in thì cái máy in bên quán nó bị hư, cho nên em chỉ lấy được về một số cái mặt hoa như thế. Buổi sau thì em sẽ cố gắng in hết tất cả các mặt hoa để chúng ta nhìn rõ ràng hơn. Và hoàng lan em bán giá là 150 một ký. Hàng hôm nay thì cũng có những cái dề rất là đẹp, đồng thời cũng có những cái hàng lẻ như thế này. Hàng lẻ này thì nó cũng rơi vào 3-4 lạng nha mọi người, chứ nó cũng không đến mức là một lẻ của nhỏ lẻ quá. Rồi, mặt hàng tiếp theo là kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì hàng cũng rất là xanh và đẹp, và về đã được cắt tỉa rễ gọn gàng như thế này. Mọi người có thể thấy là cắt tỉa rất là sạch sẽ gọn gàng, những cây lá vàng úa hay là những cái thân thối nhũn gãy thì đều được cắt đi cả. Đây là mặt hoa của kim điệp xuân, cũng rất là đẹp và rực rỡ đúng không ạ? Em quay này nó bị chói mắt đây, mọi người có thể nhìn thấy đó, mặt hoa rất là rực rỡ luôn. Và kim điệp xuân thì cũng giá rất là rẻ thôi, 150 một ký ạ. Rồi tiếp theo là em có hoàng nhạn. Hoàng nhạn thì lâu rồi không có hàng, em thì ít bán loại này hơn. Loại này thì Vân Nam bán rất là nhiều, và hôm nay thì em cũng chỉ về được một ít. Mà tình trạng cây thì nó cũng đang bị héo một chút do quá trình vận chuyển từ rừng về, nhưng mà không sao, mọi người về chúng ta cứ tưới nước và dưỡng thì cây nó sẽ xanh trở lại. Kích thước cỡ của hoàng nhạn thì nó chỉ nhỏ như thế này thôi nhá, cỡ trong lòng bàn tay của em thôi, và giá vẫn như cũ là 350 một ký. Đây là mặt hoa của hoàng nhạn ạ. Đây là một loại hoa nổi tiếng rất là thơm và mùi hương rất là thơm. Các dòng thuộc quế thì nó đều rất là thơm nha mọi người. Rồi, ở trên này thì em có một cái nhánh hạc vĩ. Đây là hạc vĩ Lào, tí nữa em sẽ quay hạc vĩ cho chúng ta xem. Đây em có một nhánh hạc vĩ nha mọi người. Rồi chúng ta chờ từ từ rồi nó lấy nét ạ. Đấy đó, mặt đây là mặt hoa của hạc vĩ Lào mà chuẩn bị tí nữa em sẽ bán. Mọi người có thể nhìn thấy là nó nở cũng rất là đẹp, nở theo cái cánh dài như thế này. Ở trong thì nó có cái họng màu hồng, môi trắng, cánh cũng trắng luôn. Đây là hạc vĩ Lào nha mọi người. Đó, chúng ta có thể thấy ở trên này thì nó cũng đang bung nụ rất là nhiều mà nó chưa nở hết. Hồi nãy em lấy thì em quên lấy xuống. Và đây là hạc vĩ Lào em bán ngay ngay đó. Tình trạng cây thì cũng rất là xanh và khỏe mạnh đó. Đây là hạc vĩ Lào, cây rất là dài khỏe, đang lên những cái mầm gốc như thế này, và giá nhận cũ là 200.000 một ký nhá. Hạc vĩ Lào 200.000 một ký. Rồi em có loại tiếp theo là ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu, đây là mặt hoa của ngọc thạch ba màu ạ, cũng rất là đẹp đúng không mọi người đó. Và ngọc thạch ba màu thì hàng cũng đã được cắt tỉa rất là sạch sẽ, xanh, đang lên mầm mới, rất là đẹp. Em bán giá là 200.000 một ký đối với ngọc thạch ba màu đó. Chừng này thì được cỡ 8-9 ký thôi à. Về thì 10 ký nhưng mà cắt tỉa rồi hết thì chỉ còn có 8,5-9 ký thôi. Nó rất là hao hụt luôn. Bên này thì em có quế tím. Quế tím thì hoa của nó màu tím nhỏ cũng mọc thành chùm. Em cũng chưa kịp in được cái hình hoa, nhưng mà hoa thì cũng rất là dễ thương. Và quế tím thì em vẫn bán giá 150 một ký. Tình trạng cây thì rất là xanh, khỏe. Quế tím thì nó to hơn hoàng nhạn một xíu, thôi mọi người có thể thấy là nó to hơn cái bàn tay của em. Đó là về quế tím. Rồi, cái loại tiếp theo là hoàng thảo điện viên đông. Đây là mặt hoa, mọi người có thể nhìn thấy hoa rất là đẹp và rực rỡ, hoa to nữa. Hoàng thảo điện viên đông thì nhìn nó rất là giống ngọc thạch, nhưng mà cái thân của nó thì thẳng và nó nhọn hơn ngọc thạch son rất là nhiều. Em có thể cầm một về này để cho chúng ta so sánh ạ. Đây là ngọc thạch, đây là hoàng thảo điện biên đông ạ, thân rất thẳng đúng không? Còn đây là ngọc thạch, rồi có một số thân thì nó cong và nó có từng đốt, ở bên này thì nó cũng có từng đốt nhưng mà nó thẳng hơn và thân nó mập hơn đúng không ạ? Thì cũng có một số ngọc thạch thì nó rất là mập, nhưng mà đa số thì hoàng thảo điện biên đông thì thân nó vàng óng và thẳng hơn rất là nhiều. Hoàng thảo điện biên đông thì giá là 350 một ký nha mọi người.
đó. Nhưng ở dưới này thì em còn có một ít lông tu đá. Đây không phải là lông tu đá tím mà là lông tu đá trắng hay là đá vàng nữa nha mọi người. Ở trong nó nhị vàng và cánh trắng. Cái lông tu đá trắng này thì nó rẻ tiền hơn so với lông tu đá tím. Cái lông tu này thì em sẽ bán là 150 một ký thôi ạ. Đây là lông tu đá vàng nhá, 150 một ký. Cây thì nó chỉ dài từ 20 cm trở lên, 20 tới 40 nhá. Cái loại này thì giống của nó như thế rồi chứ nó không có dài cho lắm. Mà mọi người lưu ý là đối với một số giống cây còi nó nhỏ thì chúng ta chỉ lấy về và thấy nó nhỏ thôi chứ nó không được to. Nhiều nhiều khách hàng nhận hàng rất là buồn cười ạ. Chúng ta cứ phản ánh là sao cây nhỏ thế, nhưng mà thực ra cái giống của nó nhỏ như thế thì làm sao mà nó có thể to được. Bây giờ một quả chanh mà chúng ta lòi nó to bằng quả bưởi thì làm sao nó có thể to được ạ. Rồi em có cái loại tiếp theo đó là Vanda tím. Đây là mặt hoa của Vanda tím nha mọi người, rất là đẹp đúng không ạ. Hoa to màu tím đậm, cái tím này thì gợi tím Huế này, tím cổ, tím xưa đó. Bản thân em thì cũng rất là thích những cái hoa lan mà có màu tím với màu trắng. Màu tím với màu trắng thì em rất là thích, đó là hai cái màu mà mình rất là thích. Rồi ở đây thì tình trạng Vanda thì cây nó như thế này. Trong quá trình vận chuyển từ rừng về thì có một số lá nó bị xay xát hoặc gãy đây đó, mọi người có thể thấy nó gãy ở giữa cánh như thế này. Rồi ở dưới đây thì cũng như thế, có một số cây thì nó gãy phần lá của nó bị đen đen một xíu, nhưng mà không sao, cái cây này nó rất là cứng và khỏe mạnh. Vanda tím này thì rất ít có hàng, ở đây em chỉ được cỡ 3 ký thôi và giá là 350 một ký ạ. Đó là về Vanda tím. Rồi hôm nay thì em sẽ áp dụng một cái chương trình mới cho khách hàng, đó là những cái khách hàng mà mua hàng bên em có đơn giá lớn nhất thì em sẽ tặng, ở đây thì em sẽ tặng cho hai khách hàng một cái dề vạch đỏ nguyên bản như thế này. Đây đây là cái dề vạch đỏ nguyên bản nha mọi người. Cái dề này thì bình thường bán cũng phải 200-300 nghìn đó mọi người ạ. Nó thì dài từ 50-60 cm và đây là cái dề thứ hai, nó không nguyên bản nhưng mà nó cũng rất là lớn. Và em sẽ tặng hai dề này cho hai khách hàng mua đơn hàng hôm nay có cái đơn giá lớn nhất ạ. Rồi đó là toàn bộ số hàng của ngày hôm nay. Sau khi em tổng kết lại đơn hàng của khách từ đây cho đến hết ngày hôm nay á, hết tối nay á, thì em sẽ tặng hai cái bề dề vạch đỏ đó cho hai khách hàng có đơn giá lớn nhất nhé. Rồi xin chào mọi người, mọi người mua hàng thì vui lòng gọi điện trực tiếp cho em nhé. Em sẽ xác nhận đơn hàng, thông tin và gửi hàng cho chúng ta. Từ nay thì em sẽ không nhận đặt hàng qua tin nhắn nữa, bởi vì mới đây thì em gặp một cái vụ đặt hàng qua tin nhắn như thế này. Cái chị đó tên là Nguyễn Thị Cẩm Hồng ở Long Khánh, Đồng Nai. Khi mà em gửi hàng cho chị lần đầu tiên, chị đặt em là 3 lạng đơn cam tuyển, thì chị nhắn tin em có xác nhận lại là ok và em có gửi hàng cho chị thì chị đã nhận hàng. Mới đây thì chị lại gửi tin nhắn cho em tiếp là lấy 3 lạng trầm tuyển, em cũng ok và gửi hàng cho chị. Thì khi nhân viên gọi điện gọi tên thì chị bảo là chị không 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 đặt hàng. Rồi sau đó em mới gọi điện xác nhận lại thì chị nói là chị không có, chị không phải tên Hồng, thậm chí là thay đổi cả cái tên họ của mình để không phải nhận hàng. Em thấy rất là buồn cười ạ. Cho nên là từ nay em sẽ không nhận đặt hàng qua điện tin nhắn nữa, em chỉ nhận qua điện thoại thôi. Tin nhắn thì rất khó xác định được cái chính xác là chúng ta có lấy hàng hay không. Rồi video xin kết thúc ở đây ạ. Xin chào mọi người.